Thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, vừa qua tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp cùng Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, Vụ Thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Bộ Công Thương, Liên đoàn Giới chủ Tây Ban Nha, Phòng Thương mại Tây Ban Nha đã tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến, cơ hội kinh doanh và đầu tư Việt Nam-Tây Ban Nha từ EVFTA 2020. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam khẳng định, mặc dù ảnh hưởng của COVID-19, nhưng dư địa và tiềm năng để mở rộng hợp tác đôi bên cùng phát triển còn rất lớn, nhất là khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. Đây là hiệp định mang lại lợi ích lớn nhất từ trước đến nay cho các doanh nghiệp Việt Nam và EU, trong đó có Tây Ban Nha. Tại phiên hội nghị giao thương toàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Tây Ban Nha đã cùng tìm hiểu về những triển vọng kinh doanh và đầu tư sang thị trường của nhau từ hiệp định EVFTA, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh và thảo luận về các tác động của EVFTA.